Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Myanmar biểu tình đòi dân chủ và vai trò của Trung Quốc trong cuộc đảo chính. Bao giờ cho đến Việt Nam? Những ngày qua, ngày càng có nhiều người Myanmar đổ xuống đường phản đối cuộc đảo chính quân sự mà giới quân đội tiến hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Bên cạnh đó, cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự tại quốc gia Đông Nam Á này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của Trung Quốc. Mời các bạn cùng xem bản nội dung phân tích sau đây. Giới quan sát ghi nhận, đây là cuộc biểu tình vì dân chủ lớn nhất tại Myanmar kể từ năm 2007. Đây là hình ảnh người dân Myanmar biểu tình đòi trả lại tự do cho nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi phản đối quân đội đảo chính tại Rangoon vào ngày 7 tháng 2 năm 2021. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2021, nhiều nguồn tin đưa ra con số thống kê là khoảng 100.000 người đã xuống đường tại Rangoon, thủ phủ kinh tế của Myanmar, để biểu tình phản đối đảo chính từ giới quân đội. Những người biểu tình thường mang theo áo đỏ, cờ đỏ và bay bóng bay màu đỏ, sắc màu biểu tượng của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, hay những bức hình của bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo chính phủ dân sự, vừa bị giới tướng lĩnh lật đổ và bắt giữ. Các thông điệp chính của những người biểu tình là đào đảo chế độ độc tài quân sự và yêu cầu trả lại tự do cho những người bị bắt, tái lập dân chủ. Thủ đô Niamey cũng ghi nhận khoảng 1.000 người xuống đường. Biểu tình cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác như Mandalay. Ngày 5 tháng 2 năm 2021, hàng trăm giáo sư và sinh viên cũng biểu tình ôn hòa trước Đại học Dagon ở Rangoon. Ở thủ đô Niamey, nhân viên các bộ ngành từng làm việc trên ngực đeo ruban đỏ, biểu tượng của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Thông tín viên Valley của đài FI tường thuật từ Rangoon cho biết phong trào phản kháng càng lúc càng lớn mạnh. Đây là hình ảnh một nhóm người dân phản đối việc quân đội đảo chính tại Mandalay vào ngày 4 tháng 2 năm 2021. Tại Rangoon, vào lúc 8 giờ tối, từ ban công, dân tình đã hô vang những khẩu hiệu phản đối cuộc đảo chính. Họ khua gõ xoong nổi hay hát những bài ca kháng chiến nổi tiếng từ cuộc đấu tranh của thế hệ 88. Làn sóng chống đối này thậm chí đã lan rộng ra cả những khu phố giàu có vốn ủng hộ quân đội. Có nhiều nhân chứng cho biết hiện tượng này đã lan tới Mandalay, thành phố kinh tế lớn thứ nhì tại Myanmar. Sau cùng, một dấu hiệu quan trọng là tại Pyongyang Lint, thành phố được mệnh danh là thành trì của quân đội, do quân số đóng tại đây rất đông, phong trào phản kháng cũng đang hình thành kể từ hôm qua. Càng ngày càng có nhiều bác sĩ, giáo sư, doanh nhân bãi công hoặc kêu gọi tẩy chay các hàng hóa do xưởng của quân đội có liên quan đến nơi này sản xuất. Tuy nhiên, các cuộc tuần hành chống đảo chính thường là quy mô nhỏ. Đây là các cuộc tập hợp chớp nhoáng, thậm chí chỉ diễn ra trong vài phút với khoảng vài chục người, chủ yếu tại Rangoon và Mandalay. Phần đông là lớp giới trẻ và nhiều người đã bị câu lưu. Trái lại, các cuộc tuần hành ủng hộ tập đoàn quân sự Myanmar được hàn ngàn người ở Rangoon và thủ đô Naypyidaw hưởng ứng. Trên các mạng xã hội, họ bị lên án là nhận tiền của quân đội để xuống đường biểu tình, biểu dương lực lượng. Đây là điều thường xảy ra ở Myanmar. Sang đến ngày 6 tháng 2, trong lúc đoàn người biểu tình ngày càng đông, thêm vào đó có những lời kêu gọi tham gia trên mạng xã hội, thì mạng lưới Internet của nước này đã bị chặn trên toàn quốc. Đây là hình ảnh biểu tình tại Rangoon lên án cuộc đảo chính của giới tướng lĩnh vào ngày 6 tháng 2 năm 2021. Theo tổ chức phi chính phủ Netblock chuyên về vấn đề này, Internet chỉ hoạt động ở mức 14% so với ngày thường và đây là lần thứ hai Internet bị cắt. Việc truy cập Twitter và Instagram đã bị hạn chế từ hôm 5 tháng 2 do các tranh thắc như câu khẩu hiệu được sử dụng hàng triệu lần để kêu gọi phản đối chính quyền. Hãng truyền thông Reuters cũng ghi nhận điều đó. Facebook cũng đã không còn truy cập được. Hãng Teleno của Na Uy cũng xác nhận chính quyền cũng ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ ngưng phục vụ cho đến khi có lệnh mới. Một tài liệu của Bộ Giao thông và Thông tin mà hãng AFP tham khảo được nói rằng các mạng xã hội chỉ gây ra hiểu lầm nơi công chúng. Nhiều người Myanmar thì cố gắng dùng VPN để vượt tường lửa. Báo cáo đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền ở Myanmar Tom Andres nhấn mạnh là bằng cách này giới tướng lĩnh đang cố gắng làm tê liệt phong trào phản kháng và không để cho bên ngoài biết được những gì đang xảy ra ở trong nước. Tập đoàn quân sự còn tiếp tục chiến dịch bắt giữ các nhà hoạt động và chính khách Myanmar. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị có trụ sở tại Rangoon,
cho đến nay đã có hơn 160 người bị câu lưu. Bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Winmyint cũng đang bị quản thúc tại gia. Luật sư của bà Aung San Suu Kyi cho biết chính quyền quân sự từ chối yêu cầu được tiếp xúc với thân chủ. Cũng vào hôm 5 tháng 2, một thành viên kỳ cựu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cũng là cánh tay phải của bà Aung San Suu Kyi, ông Win Thai, đã bị bắt giữ. Trước đó, trả lời truyền thông quốc tế, ông cho biết rằng mình sẽ bị bắt nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh trong ôn hòa. Nhân vật này đã từng bị tập đoàn quân sự cầm tù trong hơn 20 năm. Một trong những cố vấn kinh tế của bà Aung San Suu Kyi, ông Sen Turner, người Úc, cũng đã bị quản thúc tại khách sạn từ hôm 6 tháng 2. Và Bắc Kinh có hậu thuẫn cho cuộc đảo chính ở Myanmar hay không? Đây cũng là câu hỏi thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, và liệu điều đó có xảy ra tại Việt Nam? Đây là hình ảnh cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và lãnh đạo giới quân sự Myanmar. Theo các nhà nghiên cứu Yemen của Trung tâm Tư vấn Chính trị Quốc tế Center Global Policy, mặc dù giới tướng lĩnh Myanmar liên tục gây áp lực đối với chính quyền dân sự kể từ tháng 11 năm 2020, trong vụ cáo buộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 là gian lận và buộc chính phủ của bà Aung San Suu Kyi phải xét lại kết quả, nhưng họ chưa quyết định hành động. Và tại sao mà Tatmadaw lại ra tay vào lúc thời điểm này? Tatmadaw tức là người từ Myanmar thường dùng để gọi giới tướng lĩnh quân đội. Theo tác giả, cần chú ý đến việc giới tướng lĩnh Myanmar kêu gọi cương quyết phản đối kết quả bầu cử dân chủ diễn ra trong bối cảnh tại nước Mỹ, Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump cũng tìm mọi cách để phản bác kết quả của bầu cử dân chủ, cho dù không đưa ra một bằng chứng nào mang lại những áp lực chưa từng có đối với các định chế dân chủ, pháp quyền tại Mỹ. Với đỉnh điểm là những người ủng hộ ông Donald Trump đã tấn công nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, tác giả cũng nhấn mạnh là rất có thể chính Trung Quốc mới có thế lực có thể có vai trò quan trọng nhất trong quyết định đảo chính người tướng lãnh và dùng tướng lãnh để lật đổ chính quyền dân sự. Nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý đến cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và lãnh đạo tập đoàn quân sự Myanmar Minh Yang Hai trong chuyến công du Myanmar của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 11 và 12 tháng 1 năm 2021. Ông Sam Brand nêu giả thiết như sau: chính cuộc gặp này đã là tác nhân dẫn đến quyết định đảo chính của giới tướng lĩnh. Theo nhà nghiên cứu Mỹ, rất có thể là phía Trung Quốc đã không hề có một dấu hiệu công khai nào để bật đèn xanh cho ý đồ đảo chính của giới tướng lĩnh Myanmar. Nhưng thái độ của đại diện ngoại giao Bắc Kinh có thể đã khiến cho giới tướng lĩnh tại Myanmar nghĩ rằng dù sao đi chăng nữa họ cũng sẽ được Bắc Kinh bảo vệ. Tính toán của giới quân sự Myanmar có thể là Bắc Kinh sẽ không bỏ lỡ cơ hội để mở rộng ảnh hưởng tại châu Á, và trong trường hợp Hoa Kỳ và các đồng minh trừng phạt giới quân sự Myanmar do đảo chính, chính quyền Trung Quốc át hẳn sẽ đứng về phía các tướng lĩnh để bảo vệ lợi ích của Bắc Kinh. Và điều này dường như có thể lặp lại ngay tại Việt Nam y hệt. Tờ báo Nhật Nike Asia thì phân tích sự việc ở khía cạnh Myanmar thời Aung San Suu Kyi đã luôn tìm cách thoát bẫy nợ của Trung Quốc. Đây là hình ảnh cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đã bị bắt, bà bị quản thúc tại gia. Và Chủ tịch Tập Cận Bình là một trong những người đã từng bắt tay bà. Nike Asia dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới. Theo đó, nợ Trung Quốc của Myanmar vào cuối năm 2019 chỉ có 3,34 tỷ đô la, thấp hơn 26% so với cuối năm 2015, tức là khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ lên nắm quyền. Nike Asia so sánh đã sụt giảm về nợ nần với Trung Quốc của Myanmar với tình trạng ngược lại ở hai nước láng giềng Đông Nam Á. Trong cùng khoảng thời gian này, nợ của Lào tăng vọt lên 72%, nợ của Campuchia tăng lên 34%. Riêng về nợ nước ngoài của Myanmar nói chung thì tỷ lệ nợ Trung Quốc trên tổng số nợ chung từ 45% tụt xuống còn 30% trong thời gian 4 năm cầm quyền Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Chính phủ của bà Aung San Suu Kyi rất lo ngại đã rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc bởi sẽ có nguy cơ buộc Myanmar phải nhượng bộ một số cơ sở hạ tầng chiến lược cho Bắc Kinh. Một ví dụ tiêu biểu về việc điều chỉnh chiến lược của Myanmar là dự án xây cảng ở Kiakopi trên bờ Ấn Độ Dương. Cảng này cho phép đưa dầu lửa và khí đốt từ biển vào tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thông qua hai đường ống dài 870 km. Với tuyến đường cung cấp nhiên liệu này, Trung Quốc sẽ không bị phụ thuộc vào tuyến đường qua eo biển Madaka. Dự án ban đầu có giá trị tới 7,2 tỷ đô la nhưng sau đó đã giảm xuống còn 1,3 tỷ đô la vào lúc thỏa thuận được ký kết vào năm 2018. Chính phủ Myanmar đã yêu cầu thay đổi nhiều nội dung của dự án này.
Tuy nhiên, nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế vẫn không dễ dàng. Trung Quốc vẫn là bạn hàng lớn, chiếm tới 30% tổng trao đổi thương mại của Myanmar. Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Myanmar dễ thấy, đa số xe bus lưu hành ở Rangoon được sản xuất tại Trung Quốc là một ví dụ. Trung Quốc cũng xem khối ASEAN là một khu vực quan trọng trong dự án con đường tơ lụa mới đầy tham vọng, có tên gọi chính thức là Một Vành Đai, Một Con Đường. Tổng đầu tư của Trung Quốc vào khối ASEAN trong dự án này là hơn 300 tỷ đô la, riêng tại Myanmar là hơn 20 tỷ đô la. Và cuộc khủng hoảng người Rohingya bị quân đội Myanmar truy bức cũng khiến cho nỗ lực thoát phụ thuộc vào Trung Quốc càng trở nên khó khăn hơn, và chính phủ dân sự bởi Myanmar bị quốc tế lên án và các nhà đầu tư phương Tây xa lánh. Cuộc đảo chính vừa qua có thể dẫn đến cuộc trừng phạt kinh tế mới đối với nước này. Trong trường hợp đó, giới quân sự Myanmar sẽ tìm đến sự hỗ trợ của Bắc Kinh. Về phần mình, Trung Quốc đã can thiệp mạnh mẽ để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ đưa ra bản tuyên bố chung về tình hình Myanmar và bày tỏ quan ngại sâu sắc và tình trạng khẩn cấp do quân đội áp đặt và yêu cầu trả tự do cho tất cả những người bị bắt mà không lên án cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự. Phần liên quan đến việc lên án cuộc đảo chính quân sự theo dự thảo tuyên bố chung của Anh Quốc đã bị loại khỏi văn bản cuối cùng. Hãng tin AFP cho hay, theo một số nguồn tin ngoại giao ẩn danh, Trung Quốc và Nga, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đã phản đối cách gọi này. Và với những chỉ số đó, rõ ràng Trung Quốc và Nga là hai nước đang tiếp tay cho độc tài quân sự ở Myanmar. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021 với bản tin Myanmar biểu tình đòi dân chủ và vai trò của Trung Quốc trong cuộc đảo chính, bao giờ thì đến Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.